Ok bạn ơi. Ok. Đây đi, đem cái chân thử thi á. Mẹ. Rồi. Rồi. Ok ok. Khó khăn lắm được cái clip đó. Không bỏ được rồi. Báo cáo hồ câu vườn tràm nha các bạn. Báo cáo cho anh Huynh nha. Ê, cần mời xe bá đạo nha, 7.2 nha. Báo cáo cho cần thủ Huynh luôn. Ngày móm thiệt cùng mình đã lên được một con thằng siêu to khổng lồ. Bạn thấy giác các bạn? Các bạn phê quá các bạn ơi. Chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đi câu cá nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đi test một cái cám mới nha. Đây, cám này có tên gọi là cám nền chép của hàng Minh Vích Sinh nha các bạn. Đây, cám nền chép nha. Cám này các bạn có thể trộn dinh để mà câu cả ở ngoài tự nhiên và dịch vụ. Thì hôm nay mình sẽ đi đánh cái cám này, test cái cám này ở hồ dịch vụ trước nha các bạn. Đây là cái hồ câu vườn tràm nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ trộn cái cám xả. Đây là cái cám xả nha các bạn. Cám xả mình hay thường xả dụ mà các bạn mọi người xem. Thì với cái cám xả này mình sẽ cho nó đi một ít cái chép một chai của Sa Phạm để dẫn dụ cá đến ăn ổ nhiều hơn nha các bạn. Mình cho lắc ít một tí thôi để có hương vị, nó dụ cá chép với cá trôi nó vào ổ nhanh hơn, dụ ổ lâu hơn nha các bạn. Rồi, mình sẽ đổ cái cám nền ra. Đó. Này là vừa xả và vừa câu luôn nha các bạn. Cám rất là thơm, lên cái mùi độ gọi là hương sữa. Vì cái mùa trời này bắt đầu, hôm nay mình thấy thời tiết nó nắng nè, cá trôi nó ăn khoái, nó ăn nhiều hơn. Tí mình sẽ cho ít cái hương vị chua vào. Giờ mình sẽ ít ra, mình trở lại trong mùa câu nha các bạn. Ít thôi. Đó, bao nhiêu đây là mùa câu rồi. Đó, ok. Còn cái này để làm xả nha. Tí thôi, ít thôi, một nửa thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ cho cái cám nền này vô nha các bạn. Đây là cái cám nền chép. Một cái phẩm mới. Đó. Thì mình sẽ lấy nước hồ nha. Ok. Bây giờ mình sẽ cho cái tiếp tục cho cái hương vị chép một chai sản phẩm vô nha. Khoảng 10 ml. Đây. Đó. Còn đây là nước hồ. Đó. Trộn đều lên thôi. Lên cái mùi rất là đặc biệt nha các bạn. Tại vì cái cám mình nó có thính sẵn rồi. Trộn lên nữa đứt bắt bốc mùi rất là nhanh. Lên mùi rất là lẹ luôn. Và giữ ổ khá là tốt nha. Tránh tình trạng bị bể ổ nha các bạn. Rồi ok. Mình câu cần 6.3 nên đánh cái mùi nó hơi dính vài xíu nè. Cũng khá là bở, không dính mấy đâu. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình xả mồi nha. Mồi xong rồi mình sẽ câu. Bắt đầu xả mồi nha các bạn.
Ok đây các bạn, mình đây các bạn. Bây giờ sẽ mới đầu câu nha các bạn. Đánh cần hết 3 chục 5 chấm. Lưỡi câu 7 rồng số 9 có cạnh nha. Mình có mang cùng với Daniel kìa. Tí nữa có cá ăn thì sẽ quay tiếp lại cho mọi người xem nha các bạn. Ok, hy vọng hôm nay test cá thành công nha các bạn. Mọi người cố đón xem. Có cá rồi ơi, có cá. Báo cá bạn ơi, nó trôi rồi. Báo cá bạn ơi. Báo cá các bạn ơi. Trôi rồi bạn ơi. Khủng lắm. Mẹ cái cha hả, cái mẹ bạn ơi. Cá mè bạn ơi. Bốn năm ký. Báo cá bạn ơi. Một con cá mè. Con này 45 ký, 4 ký mấy á. À. Khổng lồ luôn. Sáng sớm vô đề rồi. Hàng đầu tiên nha các bạn. Một con mè khá là to nha. Ok. Rồi hai con này tí cân ở đây là chúng vô kiếm cái cân. Lên cho là cái cân thổ xi á. Rồi. Báo cá hồ câu vườn tràm nha các bạn. Báo cá cho anh Huynh nha. Đây. Cần mày mời xe bá đạo nha, 7.2 nha. Báo cá cho cần thủ Huynh luôn. 7.2 nha các bạn. Ok. Cước hả?
Về ăn chấm này. Không quay tới đây 1.5 tao bị đổ rất nhiều lần rồi, tao sợ rồi. Sao nữa? Đây nha 1.5. Má sẽ cho chấm đụng đi dưới nước luôn đi. Hộ giật mình. Chấm móm cho cầu thủ Huynh nha. Anh Huynh là ảnh là săn hàng. Không tới đâu. Ôi chết mẹ chết voi mà nó chạy kinh không, chết cũ á. Chép nha các bạn. Thì cũ mà nó chạy ghê thì con thuyền nó không lớn. Dạ. Wow, ok. 2 kg. Giật lên bỏ qua bển trong lên thắng. Ok ok. Ok nha các bạn, đây nha các bạn. Đây, giờ mình đi mình cân cá. Hôm nay được thả 2 con mè. Đấy, con mè trên 3 kg. Và một con nó mới làm giấy khai sinh mới được mấy ngày. Đây là anh Đức, anh chủ hồ nha. Hả? À, thì ngày hôm qua mình được một con cá trôi đỏ 3 kg 770 và được một cục xôi 4 xị nha các bạn. Số 4 luôn. Tầm lúc 20 giờ 16 phút. Còn 2 phút nữa hết giờ là đóng được con trôi đỏ 3 kg 7 được cục xôi 4 xị. Có phê có phê. Ăn được cá chép à? Hả? Chết. Ăn luôn đè luôn chép 2 kg 780. Đây, là tính là anh Đức, anh chủ hồ là anh làm món cá mè sẽ chả. Chứ bây giờ con này, chứ bây giờ trước sau gì nó cũng ra đi. Ra đi. Đó, ra đi nên ảnh cân luôn. Nóng ngót miếng. Đó, vậy nó ngon. Cái đầu nóng ngót ha. Ừ. Bên kia kìa. Đó, trước sau gì nó cũng đi nên cân cỡ nào cũng dính cũng được. Rồi 2,5 kg. 2,5 kg cộng con này nữa 3 kg. Ok. 2,5 kg các bạn ơi, cộng con nhỏ nữa được 3 kg. À đó, 3 kg. Bây giờ mình cầu hết 6 tiếng. Con đó là của ông Di đó, ông gửi đó, ông kêu là căng luôn đi chứ được sáng dạo được có con đó à. Ông tính thả rồi mà kêu con Thiên không nên thả, nó luôn đi thả nên chi. Ừ mè rồi ok dạ. Con mè trên 2,5 kg là giá thế nào anh báo luôn giá cho anh em biết luôn. 2,5 kg hả? Ừ, 2,5 kg ký 10.000. Mình kết thúc video ở đây các bạn. Nếu các bạn yêu thích hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho Hoàng Minh Fishing nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày xem vui vẻ và tràn đầy niềm vui và phúc các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.